Mày chưa sao hả? Vô đâu? Ở đâu? Nó trốn ở đâu? Dễ ra coi cái gì mà nghe cái cách quay. Nó đâu? Là kết hồn. Tụi nó giáp gì thì ở thiệt chứ. Sao trong nhà này tối cũng cái gì mà nó hôi quá vậy ta? Trời ơi! Cửa sổ! Chết chồng tôi mở cửa sổ ra đó! Của anh Phương.
ơi, có anh đây nè. Phải rồi, em có anh đây nè Bực ơi. Bực, em có anh đây nè. Anh đây nè Bực. Không, rồi anh sẽ làm phiền tôi như tất cả mọi người thôi. Không, 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 Bực ơi, đừng có nói. Lại để giữa nghệ sĩ của tôi và quý vị sẽ có